Thái tử Tất Đạt Đa, con vua cha Tịnh Phạn, khi chất bậc phi phàm, vợ đẹp cùng con ngoan. Trầu báu với danh vọng, những người không toại ý khi thấy cảnh bệnh chết điều đốn gác chung sinh. Chân hạnh phúc là đâu, Thái tử luôn thao thức làm sao cho chính mình và tất cả chúng sinh thoát khỏi các sự khổ của già chết bệnh sinh. Ngày mùng 8 tháng 2, Thái tử đã xuất gia, từ bỏ vợ và con, dùng cung vàng điền ngọc, tâm đạo câu chân lý, cứu khổ cho muôn loài. Ôi Thái tử Tất Đạt Đa, thì hạnh phúc chúng sinh, sự xuất gia cao quý, vì hạnh phúc muôn loài. Thái tử Tất Đạt Đa, sư từ bỏ vĩ đại, xuất gia cầu chân lý, thành tựu quả vị Phật, vì hạnh phúc. Trước nơi đất Ấn Độ linh thiêng, Thái tử Tất Đạt Đa, con vua cha Tịnh Phạn, khi chất bậc phi phàm, vợ đẹp cùng con ngoan. Châu báu với danh vọng, nhưng người không toại ý khổ đau, sinh ra và bệnh trên yêu đốn các chúng sinh. Chân hạnh phúc là đâu, Thái tử luôn thao thức làm sao cho chính mình và tất cả chúng sinh thoát khỏi các sự khổ của già chết bệnh sinh. Ngày mùng 8 tháng 2, Thái tử đã xuất gia, từ bỏ vợ và con, cùng cung vàng điền ngọc, tâm đạo cầu chân lý.